Sư cho con hỏi, con thấy trong tạng luật ghi thịt voi, thịt rắn, thịt ngựa, thịt chó, thịt sư tử, thịt hổ, thịt beo, thịt gấu, thịt chó sói thì không được ăn. Tại sao những loại thịt này Phật lại không cho thọ dùng vậy ạ? Về câu hỏi này thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường. Dạ, xin thưa Đại Đức, xin thưa quý vị, đây là một cái câu hỏi cũng rất là hay, bởi vì liên quan đến tạng luật thưa quý vị, và cái vấn đề ăn uống cũng rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì nó có sách thì mách có chứng thưa quý vị. Ở trong tạng luật thì có giải thích, hay là nó rõ hơn là bối cảnh vì sao mà Đức Phật lại cấm những cái loại thịt mà đặc thù, gọi là những loại thịt đặc thù như vậy. Thì ở trong đây các loại thịt này thì có một loại thịt mà ở đây đề cập thiếu, đó là thịt người. Đức Phật cũng cấm cấm dùng thịt người luôn quý vị. Thì tại sao mà Đức Phật lại cấm thịt người? Là như vậy, cái sự kiện như vậy, sự kiện là có một vị tỳ kheo bị bệnh đến nhà cái vị cư sĩ Xuất Gia. Thì cái bị đó, đó nó bị bệnh đó, thì cái tín nữ Xuất Gia này nó hỏi là bình thường ngày bệnh đó thì như thế nào, thì cái vị tỳ kheo đó nói là bình thường á, cái bệnh của tôi á, là dùng nước luộc thịt đó. Thì cái vị cư sĩ Xuất Gia này nè, trong ngày hôm đó đó mới nhờ cái gọi là oxin nè, oxin mình đi cho dễ hiểu, oxin đó mình đó, chụp của nhà mình đó, đi tìm thịt hợp lẽ nha, phải nhấn mạnh rõ nha, tìm thịt mà hợp lẽ chứ không phải là đi giết mổ đâu, cũng đi sát sanh đâu đó. Thì tìm trong một ngày không không có được thưa vị. Thì cái vị nữ cái sĩ Xuất Gia này mới, có nghĩa là vì niềm tin mộ đạo mà rồi mới lo lắng cho vị tỳ kheo, nghĩ là vị tỳ kheo nếu mà không có được cái như vậy thì rất là đau khổ vì bệnh hành hạ. Thì cái vị nữ cư sĩ này là mới tự tay, tức nghĩa là lắp một cái miếng thịt ở đùi của mình đó. Đó, rồi xong rồi cũng không cho chồng biết, cũng không cho người hầu biết luôn, thì mới kêu người hầu đem đến như vậy. Thì cái sự việc này khi mà Thế Tôn đến đó, và ngài biết được và ngài cấm dùng thịt. Nhưng mà quý vị phải hiểu là khi mà Thế Tôn đến thăm cái vị nữ cư sĩ này nè, thì với cái năng lực của ngài, năng lực của một vị Phật toàn giác, thì ngay thời điểm đó là cái thịt, cái chỗ mà tổn thương của cái vị nữ cư sĩ này nè nó lành lại đó. Từ đó là Đức Thế Tôn quy định cái điều học đầu tiên là không dùng thịt người. Rồi cái vấn đề thứ hai là tại sao không dùng thịt voi. Thì thưa quý vị, chứ không dùng thịt voi là như vậy, là lúc bấy giờ là các con voi của Đức, các con voi và ngựa, ở đây có ngựa luôn, các con voi và ngựa của Đức vua bị chết. À, mà đặc biệt là trong thời kỳ khó khăn gì bậc thực thưa quý vị, thì dân chúng lúc đó ăn thịt voi. À, rồi xong rồi họ bố thí đến các thịt voi đến các vị tỳ kheo đang đi khất thực. À, rồi các vị là tỳ kheo để thọ dùng thịt voi, thì lúc bấy giờ dân chúng mới phàn nàn. Dân chúng phàn nàn là sao? Dân chúng phàn nàn là tại sao các sa môn thích tử lại thọ dùng thịt voi? Bởi vì các con voi này là biểu tượng của hoàng gia. À, nếu Đức vua biết, ngài sẽ không hoan hỷ với các vị ấy. Thì cái sự việc này trình lên Đức Phật, ngài mới cấm không cho chư tỳ kheo thọ dụng thịt voi và thịt ngựa. Đó, đó là cái hai loại thịt này là để Phật không cho dùng, là nguyên nhân là vì cái biểu tượng của hoàng gia. Đó, rồi cái loại thịt kế tiếp nè, tại sao Đức Phật lại cấm những thịt ăn thịt chó? Thì cái bối cảnh là cũng tương tự như vậy, là vào lúc bấy giờ thời kỳ khó khăn về vật thực. À, thì dân chúng á, mới ăn thịt chó. Rồi họ bố thí thịt chó đến các vị tỳ khưu đang khất thực. Bố thí ở đây mình hiểu là làm thành đấy nha, cái nấu nướng xong cái chân đó. À, bố là, nấu nướng xong cái chân đó thì bố thí đến vị tỳ kheo khất thực. À, thì các vị tỳ kheo thọ dụng thịt chó. Khi thì điểm đó dân chúng mới phàn nàn như vậy, phàn nàn là tại sao các sa môn thích tử lại thọ dụng thịt chó, loài chó thì là ghê tởm và đáng ghét. Có nghĩa là quan điểm dân chúng ở Ấn Độ và ở cái vùng đó là cái loài chó là loài ghê tởm và loài đáng ghét, cho nên là tại sao mà lại các vị tỳ kheo
cao thượng như vậy là dùng cái loại thịt này là chó này à. Rồi từ đó đó cho nên Đức Thế Tôn mới cấm chó. Rồi lại kế tiếp lại sao lại tại sao Đức Thế Tôn lại cấm thịt rắn là như vậy, thì cũng là vào thời thực khó khăn đó. Rồi dân chúng mới bố thí thịt rắn đến các vị tỳ kheo khất thực. Rồi con dân chúng có phàn nàn, dân chúng phàn nàn là tại sao mà lại ăn rắn vậy, tại đối với họ đi nha, thì rắn cũng là ghê tởm và đáng ghét. Và đặc biệt hơn, đặc biệt các thịt rắn là đặc biệt hơn những cái thịt chó là sao, thì khi mà vua có loại rắn á, là xuống phát xá, thì quý vị biết được là các vị tỳ kheo thịt rắn mới đến gặp Đức Thế Tôn rồi mới bạch như vậy. Bạch ngài, có những loại rắn không có đức tin, không có lòng ngưỡng mộ, chúng có thể hãm hại các vị tỳ kheo dù là không đáng. Bạch ngài, thật tốt thay các ngài để đức chớ nên thọ dụng thịt rắn. Tại vì cái vua rắn này đang trình bày cái việc đó là khi mà lỡ mà ăn thịt, lỡ thịt rắn, cái mùi nó phát ra nó khiến như vậy, hay khiến cho những cái loài rắn nó không có đức tin đó, nó có thể cắn vị tỳ kheo đó. Cho nên là thịt rắn thì có hai sự kiện, đó là sự kiện mà dân chúng phàn nàn, và thứ hai là sự kiện về vua có loài rắn đến bạch Đức Thế Tôn là đừng có nên thọ dụng thịt rắn, để nó nguy hiểm đến tính mạng của các vị kheo tu tập. Tại sao Đức Phật lại cấm sử dụng mà thịt sư tử nè, hổ và beo và gấu và chó sói nè, là thì bối cảnh là ghi là vào lúc bấy giờ những người thợ săn giết chết sư tử, hổ, beo, gấu, chó sói rồi ăn thịt. Họ bố thí thịt sư tử đến các họ bố thí những loại thịt đó đến các vị tỳ khất thực. Thì sau khi các vị tỳ kheo thọ dụng các loại thịt như kể trên đó, như là sư tử nè, hổ, beo, gấu, chó sói nè đó, rồi các vị kheo ngủ trong rừng đó, thì khi đó đó cái mùi, thưa vị, cái mùi phát ra đó, khiến cho những cái con vật đó, giống như là sư tử nè, hổ, beo, gấu, chó sói đó, nó vồ lấy các vị tỳ kheo bởi mùi của thịt. Ở đây là sư đọc trong tạng luật nghe, chứ phải sư nói để ý sư nha. Trong luật ghi rõ ràng là khi mà thọ dụng cái thịt mà của sư tử, hổ, beo, gấu, chó sói đó, thì khiến cho những cái con đó đó nó vồ lấy, có nghĩa là nó tấn công các vị đó bởi mùi của thịt. Đó là cái sự kiện mà những cái loại thịt đó mà sư kể trên. Ở đây thì có một cái điều này cũng liên quan đến vấn đề mà ăn uống rất là quan trọng. Khi mà quý vị là thậm chí là một người cư sĩ hay là một vị tỳ kheo đang thực hành phẩm hạnh, cái vấn đề nó rất ăn uống cũng khá là quan trọng, thưa vị. Bởi vì sao? Ở đây là sẽ khuyến mãi thêm nha. Ở trong thanh tịnh đạo, thưa vị, là chức là trong quý thí mắt gá đó, thì trong cái điều trong cái 13 hạnh đầu đà đó, 13 hạnh đầu đà thì có một hạnh đầu đà là ở nghĩa địa đó. Thì trong đó cái người mà ở cái vị mà hành cái hạnh đầu đà ở nghĩa địa, thưa quý vị, thì có cái lời khuyên trong đó, thì ngài Bút Thái Cụ Xá ngài có lời khuyên là như vậy. Khi mở nghĩa, hành cái hạnh mở nghĩa địa thì vị ấy không nên mang những cái vật thực như là muối mè, bánh đậu hầm, cá, thịt, sữa, dầu ăn, đường vốn được các hàng phi nhân ưa thích. Vị ấy không nên mang, nghĩa là vị ấy không nên ăn những thứ này, chứ không phải là mang những thứ này đến nghĩa địa. Và vị ấy cũng không thể làm điều đó nữa. Đó là cái này sư gọi là khuyến mãi thêm cho quý vị để biết biết cái tầm quan trọng khi mà mình ăn uống mà theo đúng đúng cái lời Phật dạy, nó còn đem những cái lợi ích nào khi mình thực hành phẩm hạnh. Cho dù mình là cư sĩ hay là một vị tỳ kheo, có thể là hành trong rừng hay chỗ nào, trong rừng hay trong nghĩa địa tha ma, hay là một hay là bất cứ chỗ nào, không thì nếu mình hiểu được những điều này thì nó giúp cái việc ăn uống mình nó được tốt, nó không được trở ngại, thì cái việc thực hành giới định tuệ mình nó sẽ được viên mãn hơn. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây. Câu hỏi của Đại Đức Tuệ Tường đã rất là đầy đủ rồi. Và sư chỉ góp ý như thế này nè, là thông thường vào thời nay thì cái này nó chỉ áp dụng cho hàng tăng ni thôi, chứ còn đối với cư sĩ thì không có áp dụng ha. Cho nên là quý vị đọc cho biết, còn riêng những cái vị nào mà có cái dự định là vào trong rừng để sống thì quý vị có thể tham khảo. Còn nếu không thì quý vị chỉ cần biết là đây là cái quy định dành cho các vị tỳ kheo. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.